Một vụ án rúng động dư luận thời gian dài cũng đã được Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm tại phòng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên. Các bị cáo trong vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên đi giao gà bị sát hại dịp Tết Nguyên đán năm 2019 bị đưa ra xét xử. Phiên tòa phúc thẩm sẽ tiếp tục xét xử 9 bị cáo từ phiên sơ thẩm và được tổ chức là do bố nạn nhân gửi đơn kháng cáo đến Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, cho rằng một số tình tiết trong vụ án chưa được làm rõ. Mặt khác, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào cuối năm ngoái, một số bị cáo cũng kháng cáo cho rằng mình bị oan và một số bị cáo sẽ được giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt 6 trên 9 bị cáo mức án cao nhất là tử hình. 3 bị cáo khác bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. Phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra trong 2 ngày, từ 16 đến 17 tháng 6.